Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để lấy được con Dream Icon Beckham 100 nha anh em. Đó, nó có những yêu cầu gì ha, cần gì ha. Rồi bây giờ mình vô mình xem như thế nào anh em ha. Đây, Beckham anh em. Một con Icon V khá ngon nha anh em. Đấy, cái này mình đã xong rồi nha anh em. Đó, đã xong chép 1 rồi anh em. Đó, đã trồng cái Red 1 anh em. Đó, đã xong rồi lấy con 87 được rồi đó. Còn cái chép 2 thì nó yêu cầu phải có Beckham trong đội hình nha anh em thì mới đá được nha. Nói chung là chắc tháng giờ anh em cũng đá rồi, chắc anh em cũng biết ha. Mình chỉ nói sơ qua cho anh em ha. Đó, mình là quan trọng tập trung vô là làm sao để được con Dream Icon 100 á anh em. Đấy, còn cái này cái offer đó anh em, đội cầu thủ anh em. Mình đá mấy cái Caret á, được cái bọn điểm bon anh em. Cái này này có offer 2 anh em. Offer 2 anh em phải mở cái con 95 mới được nha. Đó, con Event Icon Beckham đó, này con 95 anh em. Đấy, có một số cầu thủ khá ngon anh em ơi. Đó, khen hên thì được ha, không mà được XP coin gì đó. Còn cái này cái 1 nè anh em, cái offer 1 nè. Đó, nó mở cho mình rồi đó. Cái điểm bom mình là 110 ha. Lát nữa mình sẽ chơi trò nhân phẩm ha, cho anh em thấy ha, có được cái gì ha. Nói chung mấy cầu thủ này cũng khá ngon anh em. Có một số con cũng khá ngon đó. Mạnh hạn là con Tây Ban Nha kìa. Đây, cái offer 3 anh em. Nó yêu cầu anh em phải mở được con Dream Icon á, thì anh em mới chơi được cái offer 3 này nha anh em. Đó, được mở được ha. Nhưng mà được rồi chắc gì anh em được mấy cầu thủ cũng hên xui anh em. Đó, có cái này là mà tham khảo ha, khi nào mở được tính nè ha. Thôi sơ qua ha. Đó, cũng khá ngon con Marcelo rồi anh em. Đấy, rồi bây giờ mình ra mình lấy con Beckham nha anh em. Đấy, lấy Beckham đi. Mình sẽ lấy xe em anh em ơi. Mình chắc chắn là anh em đều là đa số anh em lấy xe em hết. Vì con RM anh em, thấy cái chỉ số nó khá yếu anh em ơi. RM mà tốc độ hơi chậm á, nên ít anh em lấy lắm, mình cũng lấy xem luôn. Đấy, lấy xem xong nó mở cái Caret 2 anh em. Nhưng mà mình phải vô đội hình mình thay vô ha. Đấy, để mình thay vô ha. Có như nào anh em ha. Đó, rồi. Bây giờ mình chuyển đen cho nó luôn anh em ha. Chuyển đen luôn đi, cho nó đội hình nó trở lại cái over cũ coi. Đây, chuyển 2 đen nè. Đấy, ok, hai brand lên luôn. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn anh em lấy XP của Beckham chén anh em ha, chén lên ha. Rồi thay luôn thằng này anh em ơi. Đấy, up đội hình luôn em ơi, up lên luôn. Đấy, rồi mình chuyển lên luôn nha anh em. Đấy, chuyển luôn coi đội hình lên được một over nữa không, được 100 không cho đẹp ơi. Đội hình đây lên luôn anh em ơi, lên luôn. Đấy, lên được 100 rồi anh em, mừng quá anh em ơi. Nói chung mình cười chơi lên được 100 là ngon rồi anh em ơi. Tại mình chưa up hết thôi, cứ từ từ anh em ơi, sự kiện sau còn nhiều lắm. Rồi bây giờ mình vô mình coi nó như nào ha. Đó, nó mở cho mình đá rồi anh em ơi. Đây, nói chung mình cho anh em coi sơ qua thôi nha, vì mình đá xong rồi mình quay clip tiếp cho anh em luôn. Rồi anh em, mình đã xong trận chép cuối rồi anh em ơi. Trận cuối nè, đó, nó yêu cầu hat trick với 3 bàn thắng gọi middle fielder anh em, là tiền vệ anh em. Đó, đấy, lấy được 20 điểm XP của Beckham anh em. Đấy, Beckham thì nó có cái điểm XP riêng nha anh em. Đó, nó cho mình XP riêng á, phải chen lên nó XP riêng của nó mới được nha. Rồi bây giờ mình vô mình up lên nha anh em. Đấy, up lên rồi ha. Rồi, chiến lên luôn. Rồi, nó được 88 rồi anh em ơi. Bây giờ tiếp tục mình ra cái phần daily quest anh em, hàng ngày anh em. Đó, hàng ngày á. Mình có như thế nào ha. Nó cho thêm điểm này anh em thấy không? Nó có thêm nhiệm vụ hàng ngày cho anh em nè. Mà cái này một tuần nó mới reset lại lần cho anh em. Đấy, được thêm 10 điểm XP Beckham anh em thấy không? Đấy, vô mình lưu hết nha anh em. Nó có những yêu cầu đơn giản lắm nè. Mình xài coin nè,
hết bao nhiêu đó, mình ghi bao nhiêu bàn thắng tôi bởi Beckham anh em thấy không? Đó ghi bắt này bắt ghi 100 bàn nè, Beckham ghi 25 bàn anh em. Đó. Nói chung là mình làm hết nhiệm vụ yêu cầu nó đó, được cái điểm XP anh em. Đó, XP của Beckham á. Chơi lên ha, tiếp tục chơi nó anh em ha. Rồi, đây là 90 luôn em ơi, còn quá. Cái này nếu mình tính ra mình lấy hết được XP anh em trong cái phần daily quest hàng ngày á, mình sẽ được 91 anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần nhân phẩm nha anh em. Đó, mình có 200 mấy điểm á, bây giờ mình vô mình mở thử coi có được cầu thủ nào ngon ngon không, hay được XP của S không? Nó lớn may được sao? Mở lên. Ôi trời ơi, nó ra ngay XP bình thường anh em ơi. Lần nữa anh em, làm lần nữa đi, thử có sao. Tiếp tục nha anh em, được con 90 cũng được. Một. Yes, trời ơi, được 300 coin anh em ơi. Xui quá anh em ơi. Quá đèn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái nhìn trọng điểm ha. Là cái hình 95 đó anh em. Lấy 95 thì nó như thế nào? Đây, bắt mình vô cái con SBC anh em. Bỏ vô nè. Tìm mà 95 nè. Đó, là mình phải chen lên cái con 87 lên 95 á. Đó, phải được anh em ha. Cho vô đó ha. Thì mới mở được con 95 này. Đó. Hơi căng nha anh em. Không phải chờ nha anh em. Chứ không phải đơn giản đâu nha. Rồi bây giờ mình qua phần con 100 anh em. Con này quan trọng là rip icon anh em. Cày chay có lấy được không? Hết chắn là lấy được cho anh em. Đó, hết chắn lấy được ha. Nó yêu cầu là một con Beska 100 nè. Đó. Con event á, event icon á, con 95 á mình mới lấy á. Đó, 100 nha anh em. Cho vô ha. Nói chung là cũng khá lâu anh em, tầm khoảng 3 tháng mới lấy được nha. Mình nghĩ tầm khoảng 3 4 tháng gì đó. Mình có các bạn tính cho anh em nè. Đây, các bạn tính nha anh em. Đấy. Trên Twitter của Twitter là Fanrin á, nó làm cho mình sẵn rồi nè. Tốn hết 850 điểm XP Beckham. Coi hết 12 triệu coi. Đó. Còn trong mấy cái kia thì còn cũng quan tâm, mình quan tâm cái ngày cuối cùng á là được cái gì là ngày nào. Ngày 11 tháng 3 nha anh em, 2021 nha, là ngày mình sẽ mở được con icon 100 nha. Đó, Dream icon 100 ha. Nhưng mà điều kiện là 12 em đó nha anh em. Đó, XP ha. Tóm lại anh em mình cày chay anh em. Trở lại được con Dream Icon 100 nha. Nói chung là anh em nên để dành cái coin á để chain nó lên, update lên từ từ anh em. Cứ có điểm XP ít không là mình up lên thôi. Đó, từ từ nó lên được over 100 á, nó là được ha anh em ha. Rồi. Cảm ơn anh em theo dõi ha. Anh em hay like xem mình ha. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.